Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giấu ứng dụng, ẩn ứng dụng đi. Các bạn không muốn cho những người khác nhìn thấy ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại của bạn. Hoặc là bạn có thể giấu đi để con bạn không thể truy cập được. Ví dụ bạn có những cái ứng dụng nhạy cảm như là các cái tài khoản ngân hàng hoặc là cửa hàng CH Play để tránh các con của bạn có thể truy cập vào và tải game, tải ứng dụng, tải linh tinh về trên điện thoại. Có thể gây hại cho điện thoại của bạn. Thì để ẩn được các cái ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại thì mình vẫn vào cái phần cài đặt. Và bạn sẽ tìm đến cái phần quyền riêng tư. Và bạn tìm đến cái phần bảo mật và mã hóa ứng dụng. Ở cái phần ẩn ứng dụng ở đây bạn có thể bấm vào đây để ẩn nhé. Ở đây sẽ có tất cả các cái ứng dụng ở trên điện thoại của bạn. Bạn muốn ẩn ứng dụng nào thì bạn bật cái ứng dụng đó. Ví dụ khi mình ẩn cái ứng dụng này nhé thì mình sẽ chọn ẩn này. Các ứng dụng sẽ đóng khi chúng bị ẩn lần đầu tiên hoặc khi tự động ẩn sau khi sử dụng. Vui lòng nhớ lưu dữ liệu của bạn. Xác nhận nhé. Và nếu như mà bạn muốn xem cái ứng dụng ẩn này ấy, thì bạn lại vào cái phần cài đặt này để bạn bật, bạn tắt. Như vậy thì cũng hơi bất tiện. Thì có một cách khác, đó là nếu như mà chúng ta muốn xem ứng dụng ẩn ấy, thì bạn bật cái này. Thì lúc này ấy, bạn có thể vuốt lên bằng hai ngón tay trên màn hình thì các bạn sẽ xem được các cái ứng dụng ẩn. Bây giờ mình quay trở lại nhé. Đây mình ẩn cái ứng dụng game này, game cờ tướng này. Quay trở lại thì bạn thấy là cái ứng dụng game ở đây nó đã bị ẩn. Đó. Bây giờ nếu như mà mình muốn truy cập vào cái ứng dụng ẩn đó thì mình chỉ cần đưa hai tay vào màn hình và mình vuốt lên là sẽ hiện. Và nó sẽ yêu cầu mở mật khẩu màn hình nhé. Đấy, thì các bạn thấy này, đây là danh sách ứng dụng ẩn. Đấy, bạn có thể truy cập và sử dụng được. Bây giờ mình sẽ ẩn thêm các cái ứng dụng khác vào phần cài đặt quyền riêng tư bảo mật và mã hóa ứng dụng. Mã hóa ứng dụng. Ẩn ứng dụng. Ở đây mình sẽ ẩn thêm các cái ứng dụng khác. Ở đây mình sẽ ẩn nhiều ứng dụng để cho bạn xem. Ok nhé, tất cả mình đã ẩn khá nhiều ứng dụng. Bây giờ mình quay trở lại cái màn hình điện thoại chính của mình. Ok, các bạn thấy là ứng dụng đã ẩn khá nhiều. Bây giờ để truy cập các cái ứng dụng ẩn đấy, thì mình chỉ cần vuốt hai ngón tay ở trên màn hình là nó sẽ hiện nhé. Nó sẽ yêu cầu mật khẩu. Đấy thì các bạn thấy đây là danh sách các cái ứng dụng ẩn. Nếu bạn muốn bỏ ẩn đi thì bạn vào ngược lại thôi. Quyền riêng tư. Bảo mật và mã hóa. Ẩn ứng dụng này và bạn có thể tắt đi.
thì lúc này các ứng dụng của bạn nó không còn bị ẩn nữa. Đấy, như vậy các bạn thấy là đã ẩn không ứng dụng. Ok, chúc các bạn thành công.